Đạo hữu tịnh hạnh lên đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Xà thú xà. Dạ, con xin thay mặt các học viên trong room tụng kinh Tam Bảo. Sage kame cha ru be yeri si karata te chan ta li khe vi ma ne de pe ra te cha ga me ta ru wa na ga ha ne ge ha wa thom hi khe te vam ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa me ya kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang mu ni wa ra wa cha nang sa tha wo me so nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta Sāpāgāvato arahato sammā sambuddhassa Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Itipiso phagawa arahaṃ sammā sambuddho vicacarana sambanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarathi sathadi vamanussanaṃ buddho phagavati nāti me saraṇaṃ anyaṃ buddho me saraṇaṃ varaṃ etena sacca vacchena hotu me jaya mangalam uttamangena vande aham badapam song varottamam bodhe yo khale to do so bodho khamatu tammam swakha to phagavata dhammo sandhi ko akali ko ehi basi ko oppanayi ko Bacchatang veditapo venyo hiti nati me saranam anyam bodho me saranam varang etena sacca vacchena hotu me jaya mangalam uttamangena vandeham dhamman ca duvidham varang dhamme yo khalito doso dhammo khamatu tammamam Sopatipanno phagavato savaka sangho Ucchupatipanno phagavato savaka sangho Nyayapatipanno phagavato savaka sangho Sammicchipatipanno phagavato savaka sangho Yadidam chattari purisa yogani attha purisa bhogala Esa phagavato savaka sangho Ahunayo bahunayo dakhinayo anchalikaraniyo Anuttaraṃ buññakkhetaṃ lokassati nāti me saraṇaṃ anyaṃ Sangho me saraṇaṃ varaṃ etena sacca vacchena hotu me jaya mangalaṃ uttamangena vandeham Sanghaṃ ca duvidhottamaṃ saṅkhe yo khalito doso saṅkho khamatu tammamaṃ Vandāmi cetiyaṃ sappaṃ sappāthāne suppatithitaṃ sāriyarikathātu mahābodhiṃ bodharūpaṃ sakalaṃ sādhaṃ Sambuddhe athave sañca dvada sañca sahasake pañca sata sahasani namāmi sirasaṃ Ahaṃ te saṅghammaṃ ca saṅghaṃ ca ādareṇa namāmi haṃ namaskāraṇu bhāvena haṃ tvā sabbe
Obadawe aneka antaraya piwina santua se sato sampo te panca panya sanca tatu wisa. Jatatu wisati saha sake dasa sata saha sani nama misira saham te sangham man. Ja sangham ja adare na nama mihang nama karanu fawe na hantua sape. Obadawe aneka antaraya piwina santua se sato sampo te. Nawatara sate atha jata lisa saha sake wisati sata saha sani nama misira saham te sang. Thamman ja sangham ja adare na nama mihang nama karanu fawe na hantua sape. O Bhavdhawe aneka antaraya piwina santua se sato. Sape purati maya nisaya sata awe rasukhi hantu sape purati maya anu nisaya sata awe rasukhi hantu sape dakinaya nisaya sata awe rasukhi hantu sape dakina. Ya anuri saya sata awera suki hantu sape pati maya di saya sata awera suki hantu sape pati maya anuri saya sata awera suki hantu sape utaranya di saya sata awera suki hantu sape utaranya anuri saya sata awera suki hantu sape ubari maya ni saya sata awera suki hantu sape heti maya ni saya sata awera suki hantu sape sata awera hantu sukita hantu nidoka hantu abhyapaja hantu anika hantu nika yoga hantu ayoga hantu sambati hisame chantu suki atanam pariharanto dukha pata jani dukha faya pata jani faya soka pata jani soka hantu sabbe nibbani no akasa tha japhamma tha niwana gamahitika punyang no anumodantu chirang rakhantu sasanang akasa tha japhamma tha niwana gamahitika punyang no anumodantu chirang rakhantu no karo akasa tha japhamma tha niwana gamahitika punyang no anumodantu chirang rakhantu nyatayo akasa tha japhamma tha niwana gamahitika punyang no anumodantu chirang rakhantu pani no akasa tha japhamma tha niwana gamahitika punyang no anumodantu chirang rakhantu no sada idang no idang watano kunyang asawa khaya waham ho tu anagate kale sa thu thời kinh Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên giảng bài Bali cho chúng con được sự lợi ích. Sa thu sa thu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào các Phật tử. Hôm nay thì chúng ta học tiếp bài số 2. Thì giống như hôm trước đã giới thiệu với các Phật tử, đó là trong phần bài số 2 này thì mình
có nội dung của phần bài học, đó là phần lịch sử Đức Phật liên quan đến Bồ Tát, sự giáng sanh của Bồ Tát Siddhartha, phần danh từ, rồi đàm thoại về cách hỏi tên. Hôm trước thì chúng ta đã học được hai phần, đó là phần thái tử sĩ Siddhartha giáng sinh, với phần đàm thoại về cách hỏi tên. Hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp phần danh từ, tức là phần văn phạm. Rồi chúng ta còn có phần một vài số đếm, một vài số đếm từ số 11 tới số 20 để chúng ta tập đếm số. Giờ trước tiên chúng ta sẽ học phần văn phạm ha. Văn phạm, phần văn phạm thì phần này cũng không phải là phần khó, phần này là phần kiến thức nền. Nếu mà chúng ta học phần này chúng ta chưa hiểu được thì chúng ta cứ để nó đó. Các bài sau thì bài nào thì người ta cũng lặp lại bốn phần này. Dạ. Tức là trong bài này thì người ta nói khái quát về danh từ Nam-ma-na-ma. Khi học về danh từ thì người ta nói về bốn phương diện của danh từ. Đó là nói về tính linh giác, về vị ngữ Karanta, về ngữ số Vajjana, về ngữ cách Vipatti. Dạ. Tức là lúc nào cũng vậy, khi nói về danh từ á, người ta nói về bốn phương diện này, về tính, về ngữ số, về vị ngữ, về ngữ số và ngữ cách. Nhớ, thí dụ người ta đặt câu hỏi, thí dụ ở trong bài trắc nghiệm người ta sẽ hỏi mình là khi mà đề cập đến danh từ người ta sẽ đề cập đến bao nhiêu phương diện, thì nhớ là phải trả lời đó là có bốn phương diện. Nhớ sau khi học xong là người ta sẽ có một bài kiểm tra cuối khóa có khoảng 100 câu hỏi để trả lời ABC, cho nên bài nào cũng có câu hỏi như vậy. Tới đó nhớ mình để trả lời với người ta có bốn phương diện, về tính, về ngữ, ngữ số và ngữ cách. Tới đó người ta không có ôn lại cho mình nữa, tại vì lúc học đã học xong hết rồi cho nên đâu ôn lại chi nữa, cho nên cứ nhớ mà trả lời thôi. Về trước tiên là chúng ta học về tính để xem coi ở trong ngôn ngữ Bali tính nó rất là quan trọng. Ở trong tiếng Anh nó cũng có tính, nhưng mà tính trong tiếng Anh hầu như nó không quan trọng lắm, nó chỉ đề cập đến một ít thôi. Nhưng mà trong tiếng Bali thì lúc nào tính nó cũng có, lúc nào từ ngữ nó cũng xài tính. Rồi bây giờ trường hợp thứ nhất ha, nói về tính. Tính thì nó cũng giống mình thôi, tức là nó có ba tính, tí linh giác là có gì, nó cũng có nam tính bung linh giác, rồi cũng có gì nữ tính ít thi linh giác, rồi nó cũng có dạng là không phải nam không phải nữ, là gì, BD là trung tính, nó bung sắc cái linh giác. Như vậy tính này mình cũng dễ nhớ, tức là mình có gì, có ba tính, đó là nam tính, nữ tính và trung tính dạng phổ thông. Đó là nói phổ thông thì tính có ba tính là nam tính, nữ tính và trung tính. Nhưng mà nếu mà nói gọn lại ba tính này, nếu mà nói gọn lại thì nó có hai dạng. Nói tổng quát thì có ba dạng là nam tính, nữ tính, trung tính, nhưng mà gom gọn lại thì nó chỉ có hai dạng. Nếu theo cách phân loại thì nó chỉ có hai dạng là sinh tính và định tính, jati linga và sammati linga. Phổ thông thì tính có ba dạng, đó là nam tính, nữ tính và trung tính. Nhưng mà nếu nói theo cách phân loại gom gọn lại ba tính đó thì nó chỉ còn lại hai loại, đó là sinh tính và định tính. Sinh tính là sao? Sinh tính tức là cái nào mà theo bản chất tự nhiên của nó. Ví dụ như là người nam
người ta đặt cho nó là nam tính, người nữ đặt cho nó là nữ tính. Còn cái nào không phải nam, không phải nữ thì là trung tính, thì người ta như vậy người ta gọi nó là sinh tính. Tức là theo bản chất tự nhiên của nó, theo cái gốc của nó làm sao đặt gì thì gọi là sinh tính. Còn định tính là đặt theo cái quy định. Đặt theo quy định là sao? Thí dụ như là người vợ đúng ra là gì? Người vợ đúng ra là nữ tính. Nhưng mà vì người vợ, cái chữ người vợ đó là cái chữ là đa rá là nam tính, cho nên bây giờ người ta quy định người vợ trong trường hợp này là nam tính, cho nên nó phải là nam tính. Thí dụ như căn phòng là sala đúng ra nó là trung tính, nhưng mà bây giờ cái chữ sala này người ta sử dụng nó là nữ tính, người ta quy định nó là nữ tính, cho nên nó phải là nữ tính. Cho nên cái nào sử dụng theo quy định thì người ta gọi nó là định tính. Cái nào sử dụng theo quy định thì gọi là định tính. Như vậy nói gọn lại, sinh tính tức là cái nào mà nói theo cái tự nhiên của nó, theo cái gốc của nó như thế nào, người ta đặt nó như thế đó thì gọi là sinh tính. Còn cái nào mà người ta đặt tính theo quy định, theo quy định, theo cái chế định thì người ta gọi nó là định tính. Xong một tí liên kết. Thí dụ ở đây người ta cho mình một vài thí dụ. Thí dụ như là Purisa, người đàn ông là nam tính, giống như nói lúc nãy. Iti, người đàn bà là nữ tính. Sila là giới. Tại vì giới mình đâu phân biệt được là nam nữ, thì là trung tính. Thì như vậy người ta gọi là sinh tính. Còn định tính là theo quy định. Ví dụ như là chữ đa rá thì là người vợ. Nhưng mà vì người vợ này người ta quy định nó, người ta đã sử dụng nó là nam tính, cho nên người vợ này phải là nam tính theo quy định. Và đây là cái khó ở trong Bali. Vì người ta sử dụng theo quy định quá nhiều, cho nên đã người vợ là phải là nữ tính, chứ tại sao lại là nam tính? Nó không được, tại vì tôi đã quy định nó là nữ tính, cho nên anh phải nói là nữ tính. Cái này là cái khó. Mà hễ là nữ tính thì sao? Là sau này mình học cái bảng chia của nó phải chia theo bảng nữ tính. Mà nam tính phải chia theo nam tính, và trung tính phải chia theo trung tính. Nhưng mà cái bảng chia đó thì để sao đi. Giờ mình cứ nhớ nó là như thế nào là sinh tính, như thế nào là định tính là được rồi. Rồi đó là nói về tính là bao nhiêu đó. Như vậy tính nói phổ thông thì nó có 3 dạng là nam tính, nữ tính và trung tính. Nhưng mà nói theo cách phân loại thì nó có 2 dạng, đó là sinh tính và là định tính. Rồi là xong, đó là nói về phần tính. Thứ hai là nói về vĩ ngữ karanta. Vĩ ngữ tức là cái chữ ở cuối từ, là mỗi một từ Bali như vậy mình thấy nó có chữ ở cuối nè. Ví dụ như là chữ này, chữ karanta, mình thấy có chữ á ở cuối chữ. Cái chữ mà ở cuối này người ta gọi nó là vĩ ngữ. Vĩ ngữ thì ở chữ trong chữ Bali á, nguyên cái ngôn ngữ của nó chỉ có 7 chữ ở cuối thôi. Nguyên cái ngôn ngữ của nó chỉ có 7 chữ này nằm ở cuối. Rồi có chữ A I U O. Hôm trước á, mình có nhớ là có bao nhiêu nguyên âm không? Có ai còn nhớ bao nhiêu nguyên âm? Dạ thưa, 8 nguyên âm sư. Đúng rồi, hôm trước mình học 8 nguyên âm. Thì bây giờ mình vị ngữ thì nhớ là có bao nhiêu vị ngữ? 7 vị ngữ. 8 nguyên âm nhưng mà 7 vị ngữ. Tức là mình chỉ bỏ chữ gì? Chữ E, chữ E sư. Bỏ chữ E ra thôi. Bỏ chữ E ra thôi. Là mình nhớ được 7 vị ngữ ở trong tiếng Bali. Tức là nguyên cái ngôn ngữ của người ta thì nó chỉ có 7 chữ nằm ở cuối. Đó là A, I, U,
Nếu mà ai mà quen đọc EO thì cứ đọc EO, nhưng mà đọc xong sao nhớ bỏ một chữ ra. À, nếu mà nhớ tám nguyên âm rồi thì cứ đọc tám nguyên âm, nhưng mà đọc xong thì nhớ bỏ một chữ ra. Cứ a i i u u e o cũng được, nhưng mà đọc xong thì nhớ bỏ chữ e ra, tại nó không có chữ e ở cuối. À, chữ e nó không làm vị ngữ. Rồi vậy là xong bảy vị ngữ. Rồi đó là phần thứ hai, đó là cái phương diện thứ hai. Cái phương diện thứ ba đó là nói số. Số ngôn ngữ nào nó cũng có số. Ngữ số. Số thì gì? Số ít số nhiều. Số ít số nhiều. Ở trong tiếng Việt mình á, từ nhiều là sao? Nhiều thường là 3, 4, 5, 6 gì đó mới là nhiều. Ở trong tiếng Bali thì nó chỉ cần 2 là nhiều. À, bắt đầu từ 2 trở lên thì nó gọi là nhiều. Còn 1 thì nó mới là ít. Còn bắt đầu từ 2 trở lên thì người ta gọi nó là nhiều. À, số ít thì gọi là e có quay chân á. Số nhiều thì gọi là phú quay chân á. À, và nhớ ít là ít ở đây nó chỉ cho 1 thôi. Còn bắt đầu 2 trở lên thì người ta gọi là nhiều rồi. À, cần thí dụ đi chung với nhau mà từ 2 người trở lên là họ gọi là nhiều rồi ở trong tiếng Mali. À, nó đơn giản như vậy. Chỉ cần 2 trở lên thì nếu mà chia số thì phải chia ở số nhiều. Ví dụ như là nói là 2 người đàn ông là phải chia nó ở số nhiều. 2 người đàn bà là phải chia nó ở số nhiều. 2 quyển tập, 2 quyển sách gì đó, 2 cây bút gì đó là phải chia nó ở số nhiều. Cái đó là bắt buộc nó. Đó là nói về ngữ số. Về ngữ số. Rồi cái đó là phương diện thứ ba. Phương diện thứ tư đó là nói về cách. Cách thì ở trong tiếng Mali nó có tới 8 cách. Tức là một danh từ như vậy nó được chia ở 8 cách. 8 cách. Thứ nhất là chủ cách. Thứ hai là đối cách. Thứ ba là sử dụng cách. Thứ tư là chỉ định cách. Thứ năm là xuất xứ cách. Thứ sáu là sử dụng cách. Thứ bảy là định sở cách. Thứ tám là hữu cách. Tức là một danh từ Bali á. Nó được chia ở 8 cách. Tùy theo mình muốn sử dụng nó ở trong trường hợp nào thì mình chia nó ở cách đó. Cái phần này thì nó sẽ giúp mình hiểu rõ hơn khi mình học bài số 3. Còn bài số 2 này nó giống như kiến thức nền cho anh biết là danh từ nó được sử dụng ở cái phương diện nào, nó được đề cập qua cái phương diện nào thôi. Ví dụ giống như nói lúc nãy, trước tiên là nó nói đến tính, thứ hai là nói đến vị ngữ, thứ ba là nói đến số, và thứ tư là nói đến cách. Nó chỉ có bao nhiêu đó, cái bài số 2 này nó chỉ có như vậy. Còn muốn hiểu rõ thêm thì chúng ta phải tìm hiểu thêm cái bài số 3. Trước tiên là học cái bài này thì mình phải nhớ 4 cái phương diện đó giúp sư. Ví dụ khi mà nói đến tính, lập tức phải nhớ gì? Có 3 tính, nam tính, nữ tính, trung tính. Hoặc là nói theo các phân loại thì sinh tính và định tính. Phải nhớ cái đó giúp sư. Còn nói đến vị ngữ thì lập tức phải nhớ đến 7 vị ngữ, đó là a a i i u u e o, bỏ e ra. Nói đến số thì phải nhớ gì? Số ít, số nhiều. Nói đến cách thì phải nhớ đến 8 cách là gì? Chủ cách, đối cách, sử dụng cách, chỉ định cách, xuất xứ cách, sở thủ cách, định sở cách, hô cách. Phải nhớ đến 8 cách đó giúp sư. Chỉ cần nhớ được bao nhiêu đó là giúp sư là sư rất là mừng. Chỉ sợ là không nhớ nổi bao nhiêu cách đó thôi. Học bài này chỉ cần nhớ được bao nhiêu đó là đã thành công. Chỉ cần nhớ được bao nhiêu đó là được rồi. Nhớ được bao nhiêu đó là giỏi. Không cần nhớ gì khác, chỉ cần nhớ bao nhiêu đó là đã thành công, là đã hiểu bài. Rồi bao nhiêu đó là phần văn phạm của bài số 2. Bây giờ thư giãn tí bằng cách học thêm số đếm. Học thêm số đếm tí rồi chúng ta sửa bài tập của bài số 2. Thời gian rất là nhanh. Chúng ta thấy 1 tiếng rưỡi đồng hồ chứ chưa gì là mình đã hết 1 giờ đồng hồ. Mình chỉ còn
Mình chỉ còn lại 30 phút nữa là hết giờ. Bây giờ là chúng ta học thêm phần số đếm để tập đếm thêm từ 11 đến 20. Sở dĩ sư cho học thêm từ 11 đến 20 á, là vì ở trong tiếng Bali thì từ 11 đến 20 thì nó không phải giống như là trong tiếng Việt mình là 11 là 10 với 1, nó không phải như vậy, là số đếm nó khác hẳn. Cho nên mình học thêm từ 11 đến 20. Còn từ 20 đến 21 với lại các số khác thì mình có thể ghép ghép nó được. Nên mình học thêm. Bây giờ 11 đó là Eka Dasa. 12 là Dwa Dasa. 13 là Terasa. 14 là Chatut Dasa. 15 là Panarasa. 16 là Solasa. 17 là Satta Rasa. 18 là Attha Rasa. 19 là Eko Na Visati. 20 là Visati. Trong tiếng Bali này nó có cái là, nó là 19 đó, nó sử dụng gần giống như tiếng Anh. Tức là 19 là 20 kém 1. Nó giống như là mình ở trong tiếng Anh, trong tiếng Việt mình sử dụng là 20 giờ kém 15 gì đó. Trong Bali nó sử dụng y hệt như vậy, tức là 20 kém 1. Rồi đọc lại lần nữa ha. 11 Eka Dasa, 12 Dwa Dasa, 13 Terasa, 14 Chatut Dasa, 15 Panarasa, 16 Solasa, 17 Satarasa, 18 Attarasa, 19 Ekona Visati, 20 Visati. Rồi lần nữa. Eka Dasa, Dwa Dasa, Terasa, Chatut Dasa, Panarasa, Solasa, Satarasa, Attarasa, Ekona Visati, Visati. Rồi lần nữa ha. Eka Dasa, Dwa Dasa, Terasa, Chatut Dasa, Panarasa, Solasa, Satarasa, Attarasa, Ekona Visati, Visati. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên. Anh Khánh có lên Zoom hay không à, bữa nay à? Dạ dạ có sư. Rồi anh xem. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên ha. Ai đọc được giơ tay lên. Rồi anh Khánh mời em sư đi. Rồi mời từ từ đi. Mời từ từ rồi, mọi người giơ tay lên thêm em. Dạ con xin mời An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Eka Dasa, Dwa Dasa, Terasa, Chatut Dasa, Panna Dasa, Panarasa, Panarasa, Solasa, Satarasa, Attarasa, Ekuna Visati. Eku na visati. Con xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc. Eka đá xá, Dwa đá xá, Tê rá xá, Chatut Dasa, Panna Dasa, Solasa, Satarasa, Attarasa, Ekuna Visati, Visati. Con xin hết. Dạ xin mời Karuna Hải ạ. Con xin đọc ạ. Eka Dasa, Dwa Dasa, Terasa, Chatut Dasa, Panarasa, Solasa, Satarasa, Attarasa,
Eko na virasati. Virasati. À, xin mời Phương Tây ạ. Dạ con xin đọc. Ekadasa Vadasa Terasa Chatudasa Panagasa Solasa Satagasa Atharasa Ekuna Visati Visati. Rồi. Dạ con xin mời Phi Sương ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ekadasa Vidasa Qua đa sa, tê ra sa, cha tú đa sa, bành na đa sa, sô la sa, sát ta ra sa, át tha ra sa, át tha ra sa, e cu na vi sa tí, e cu na vi sa tí. Quy sa tá, quy sa tí. Rồi. Dạ, thưa sư con hết. Dạ, con xin mời Hương Nguyễn ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Ekadasa, Wadasa, Terasa, Chatudasa, Panna, Chatudasa, Chatudasa, Pannarasa, Solasa, Sattarasa, Attharasa, Ekuna Visati, Visati. Dạ con xin hết. Rồi. Dạ con xin mời Tiên Huỳnh ạ. Dạ bà sư có nghe rõ con không ạ? À? Dạ rõ. Dạ bà sư ơi, trước khi đọc thì sư hoan hỷ cho con hỏi hai câu ạ. Rồi hỏi đi. Dạ bà sư, con thấy ở trong cái cuốn giáo trình á, cái số 15 á, là in á, là Panchadasa. Còn hồi nãy sư đưa lên màn hình á, là Panarasa. Thì cái nào đúng ạ? À? Cái đó nó có hai cách viết. Dạ. Ừ. Vậy là cái số 15 là hai cách đều đúng hết hả sư? À, nó hay có hai cách viết. Dạ. Rồi sư cho con hỏi câu thứ hai là cái âm V á, mà tiếng Việt á, thì mình đọc là V hoặc là V á sư. Thì bây giờ sang tiếng Bali thì mình đọc là W hay là mình đọc là V ạ? À? Cái đó hai cách đọc sao cũng được. Tại vì vừa rồi con phát âm là W á, thì có người nói con phát âm như vậy là chưa có chuẩn thì phải đọc là V. Thì cái nào là đúng sư? Con tiếng Bali nó không có chữ Q, chữ Q đó. Dạ. À. Vậy là thì mình đọc vờ. Dạ. À. Yeah. Mình đọc vờ cũng được mà quờ cũng được hả sư? À đúng rồi, cái này. Dạ. Yeah. Dạ yeah, con cảm ơn sư, bây giờ con đọc à. Ekadasa, Dwadasa, Terasa, Chatudasa, Panarasa, Solasa, Satarasa, Attharasa, Ekuna Visati, Visati. Dạ, con xin mời cô Chi ạ. Dạ, thưa con xin đọc ạ. Ekadasa, Dwadasa, Terasa, Chatudasa, Panarasa, Solasa, Satarasa, Attharasa, Ekuna Visati, Visati. Dạ con xin hết. Dạ con xin mời chị Huyền ạ. Dạ thưa sư cho con xin đọc ạ. Ekadasa, Wadasa, Terasa, Chatudasa, Panarasa, Solasa, Satarasa, Attharasa, Ekuna Visati, Visati. Con xin hiểu dạ. Dạ. Con xin mời Phật tử dùng nick học trò. Dạ thưa sư cho con xin đọc. Ekadasa 11, Dwadasa 12, Terasa 13,
Chatuddhasa 14, Panarasa 15, Solasa 16, Sattarasa 17, Attarasa 18, Ekunavisati 19, Visati 20. Dạ con hết. Học trò này mốt hai tên thật vô nha. Dạ phải cứu tiếp không nè. Dạ con xin mời Phật tử là Từ Tịnh nè. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Eka đá xá, đoa đá xá, tê rá xá, chát tu đá xá, banh nha rá xá, sô lá xá, sát ta rá xá, á tha rá xá, ê cô ná quy xá tí, quy xá tí. Dạ con xin hết ạ. Dạ con xin mời Linh Diệu ạ. Dạ mô Phật cư sư con đọc ạ. Ekadasa, Vadasa, Terasa, Chattudasa, Pannarasa, Solasa, Sattarasa, Attarasa, Ekunavisati, Visati. Dạ con xin hết ạ. Dạ. Dạ con xin mời Minh Ngạn ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Dạ. Ekadasa, Dvadasa, Terasa, Chattudasa, Pannarasa, Solasa, Sattarasa, Attarasa, Ekunavisati, Visati. Dạ con xin hết ạ. Dạ. Xin mời Lâm Thị Nương ạ. Dạ con xin đọc ạ. Ekadasa, Vadasa, Terasa, Chatudasa, Panchadasa, Solasa, Sattarasa, Attarasa, Ekunavisati, Visati. Dạ con xin hết ạ. Dạ, con xin mời Khuê Thích nè. Dạ, con xin mời Phật tử Khuê Thích nè. Dạ, vậy con xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ xin đạo ạ. Eka đá xá, đoa đá xá, tê rá xá, chá túp đá xá, man ná rá xá, xô lá xá, sát tá rá xá. Mười tám, áp tha rá xá. Dạ bị rớt mạng rồi sư. Ờ, rồi mọi người khác đi vậy. Dạ, vậy con xin mời Trang Đá Nguyệt ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Eka đa sa, Dua đa sa, Te ra sa, Chatut ra sa, Đành nạ ra sa, Sô ra sa, Sát ta ra sa, Át tha ra sa, Eku na vi sa ti, vi sa ti. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, con xin mời Mangala Nandi ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Ê cá đá xá, đoà đá xá, kê đá xá, chá tú đá xá, bành mành ná đá xá, sô lá xá, sát sát tá ra ra sa atha ra sa eku na eku na vi sati eku eku na vi sati na vi sati vi sati rồi
là tùy con, ta đọc chậm nhá. Dạ. Con xin mời một tử Loan Liễu ạ. Dạ sư con xin học ạ. Ê cát xa, tòa đá xa, tề giá xa, chá tú đá xa, bành lá xa, tổ lá xa, tát tá giá xa, át thá giá xa, ê cù lá vi xa tí, vi xa tí. Dạ, con xin mời Sang Nguyên ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Eka dasa, dwa dasa, te dasa, chattu dasa, panna dasa, solasa, satta rasa, artha rasa, ekuna visati, visati. Yes, con xin hát ạ. Dạ, con xin mời Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Eka dasa da dasa te rasa chatu dasa panna panna rasa rasa so rasa sata rasa atha rasa Ekuna visati, 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 dasa, 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 dasa. Có Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ, báo sư là hết rồi sư. Rồi rồi, bây giờ nghe đọc lại ha, nghe đọc lại tí. Eka dasa, tua rasa, te rasa, chatu dasa, panna rasa, sola rasa, satta rasa, attha rasa, ekuna visati, visati. Rồi đọc lại lần nữa. Eka dasa, tua rasa, te rasa, chát đa sa, bàn nó ra sa, sô la sa, sát ta ra sa, át tha ra sa, ê cô na vi sa tí, vi sa tí. Rồi, chỉ là xong phần số đếm. Giờ mình trả lại phần sửa bài tập ha. Sửa bài tập, chỉ là xong phần bài học rồi đó. Giờ trả lại sửa bài tập. Sửa bài tập. Bây giờ bài tập số 2, Thái tử Siddhartha Giáng Sinh. Tập số 2. Giờ trước bài tập số 2 phần 1. Phần 1 đó là người ta cho mình đó là gạch dưới các danh từ thuộc nam tính và cho biết vị ngữ của chúng. Bài tập này thì gạch dưới thôi. Xem coi các danh từ nào thuộc nam tính. Thuộc nam tính rồi gạch dưới chúng. Rồi bây giờ chúng ta đọc trước rồi chúng ta mới gạch dưới. Muốn biết cái danh từ nào thuộc nam tính á, cái này phải xem lại ở trong sách của mình, bản từ vựng mà hôm trước đó, xem trong sách đó, thì mới biết là các danh từ này nào thuộc nam tính được. Tại mình mới học mình không biết đâu. Phải xem bản từ vựng hôm trước mình học đó, xem cái nào thuộc nam tính thì gạch dưới nó. Còn cái nào không biết thì thôi, cái nào không biết thì chịu thua. Nhưng mà trước tiên là tập đọc trước, bây giờ sư đọc trước rồi sau đó mời một vài người đọc ha, rồi sau đó mình mới gạch, ai gạch được thì gạch. Rồi bài số 1, bây giờ tập đọc trước ha. Câu 1, a vú. A vú. A vú. Vú. Ý xí. Ý xí.
Isi raja 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 kumara raja kumara raja kumara pata 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 lumpini wana lumpini wana lumpini wana wana lumpini wana rồi lần nữa ha ayu 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 isi isi raja 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 umara raja umara pata pata lumpini wana lumpini wana lần nữa ha ayu isi raja raja umara pata lumpini wana lumpini wana rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên đọc trước rồi sau đó mới sửa bài tập sau rồi anh Khánh mời sư đi ayu ayu isi raja raja ra dạ dạ con xin mời An Trần đọc Mara. Dạ thưa sư con xin đọc ayu wana ayu rasa 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 kumara rasa lumini wana dạ thưa sư con xin đọc. Dạ xin các Phật tử nào đọc thầm theo mình tắt mic ạ. Dạ, con xin mời Minh Ngạn. Dạ, con xin đọc ạ. Ayu Isi Raja Raja Kumara Bata Lumbini Wana. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, con xin mời chị Huyền ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Ayu isi raya raya kumara pata lumbini wana xin hiểu chưa? Chữ đó mình đọc là raja ha, đọc là raja, mình đọc raja raja raja. Dạ, con xin mời Tiên Huỳnh ạ. Dạ bà sư con xin đọc ayu isi raja raja kumara pata lumbini wana, con xin hết. Dạ, con xin mời cô Tuyết ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Ayu isi raja 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 kumara bata lumbini wana. Dạ con hết rồi. Dạ vậy con xin mời Phật tử pháp có nick là học trò. Dạ bạch sư con xin đọc ayu tuổi thọ isi đạo sĩ raja đức vua raja kumara thái tử bata cái bác lumbini wana lầm tỳ ni. Dạ con hết. Dạ con xin mời Lâm Thị Nương ạ. Dạ con xin đọc ạ. Ayu isi raja raja kumasa bata lumbini wana. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Mangala Nandi ạ. Nandi. Dạ thưa sư con xin đọc ayu isi raja raja kumara bata lumbini wana. Giỏi. Con xin hết. Dạ, con xin mời Trần Văn Điền ạ. Dạ xin chào ạ. Ayu isi raja
Raja Kumara Patta Lumbini Wana. Is he here? Con xin mời Liên Diệu ạ. Dạ mô Phật, thưa sư con đọc ạ. Ayu Isi Raja Raja Kumara Patta Lumbini Wana. Dạ con xin. Con xin mời Phương Tây ạ. Dạ con xin đọc. Ayu Isi Raja Raja Kumara Patta Lumbini Wana. Dạ xin hết ạ. Dạ, con xin mời Cúc Chi ạ. Dạ, con xin đọc ạ. A yu i si ra cha ra cha kumara patta lumbini wana. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, con xin mời Phi Sương ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. A yu i si Raja Raja Kumara Bhatta Lumbini Wana. Dạ thưa sư hết ạ. Dạ. Con xin mời Karuna Hải ạ. Con xin đọc ạ. Ayu Isi Raja Raja Kumara Bhatta Lumbini Wana. Dạ, con xin mời cô Dự Bảo ạ. Dạ, con xin dạ, con xin đọc. A Dú Tuổi Thọ Ý Xí Đạo Sĩ Ra Chá Đức Vua Ra Chá Cú Ma Rá Thái Tử Bát Bá là cái bát Lâm Bí Ní Quá Ná Lâm Tỳ Ni. Con xin hết. Dạ, con xin mời Sa Nguyên ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ayu Isi Yaja Yaja Kumara Patta Lambini Wana. Dạ con xin hết ạ. Dạ con xin mời Trần Thị Hoa. Dạ con xin đọc ạ. A Dú Tuổi Thọ Ý Sĩ Đạo Sĩ Gia Trá Đức Vua Gia Trá Cú Ma Rá Thái Tử Bát Tá và cái bát ạ. Lung Bí Ní Quá Ná Lâm Bí Ní ạ. Tại Thị Hoa này phải ở Hà Nội không dạ? Phải không? Tại Thị Hoa phải ở Hà Nội không? Dạ. Phải không? Dạ. Ê, ở Sumana hả? Ayu là đạo sĩ, Ayu là tuổi thọ, Ý Sĩ. Mời tiếp đi anh. Dạ, con xin mời Nguyên Lê ạ. Ayu tuổi thọ, Ý Sĩ đạo sĩ. Dạ, thưa sư con đọc. Ayu, Ý Sĩ, Gia Chá, Gia Chá Cú Má Giá, Cú Má Giá, Bát Tá, Lumbini Quá Ná. Dạ thưa sư hết ạ. Dạ con xin mời Trang Đá Nguyệt ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ayu Isi Raja Raja Umara Bata Lumbini Quá Ná. Con xin hết. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Rồi bây giờ tạm bao nhiêu đây đi, tại mình còn hai phần nữa, tí nữa đọc tiếp. Bây giờ xem coi ai bây giờ ai gạch được danh từ nam tính ở trong phần này à, ai gạch được giơ tay lên coi, một người đại diện gạch coi. Có ai gạch được danh từ nam tính ở trong phần này, ai gạch được bao nhiêu từ thì gạch. Dạ gạch con xin gạch thầy, sư, con xin gạch sư. Rồi ai đó. Dạ con tên An Trần. Rồi gạch đi. Dạ danh từ nam tính là số 2 là Ý Sĩ, số 3 là dạ Ý Sĩ, dạ Xuân Lê, Ra Giác, Ra Giác là dạ danh từ An Trần. Rồi gạch đi. Danh từ nam tính là Ý Sĩ, một người thôi, một người thôi. Xuân Lê.
Raja. Dạ, dạ sư, ép con là cầu hỏi sư sư để con tắt mi cho mọi người sư. Là một. Raja Kumara là hai. Tức là chưa được hai từ rồi. Ở đây mình có đến bốn từ ha. Chữ Raja nữa nè. Raja cũng là đức vua nè. Cũng là nam tính. Đức vua cũng là nam tính. Rồi ở đây mình có là chữ Pata nữa. Cái bát. Cái bát cũng là dạng nam tính ha. Nam tính. Cái chữ Isi, đức vua. Isi đạo sĩ, Raja đức vua, Raja Mara thái tử là nam tính, là theo sinh tính, theo sinh tính. Còn Pata là nam tính, ở đây là theo định tính, theo quy định. Tại cái bát đúng ra nó là trung tính, nhưng mà nó là nam tính, là theo quy định, theo định tính. Rồi người ta câu này người ta còn đòi hỏi mình lại gì nữa, cho biết vị ngữ của nó, vị ngữ của nó. Thì ở đây Isi thì vị ngữ gì? Ê, ý. À, Raja thì vị ngữ của nó là gì? Á. À. Á. À, Kumara thì ở đây là Á. Á. Pata thì là Á. À. Là Á. À, rồi đó là phần 1. Rồi phần 2. Phần 2. Giờ phần 2 sẽ đọc trước rồi mà một số người đọc giống như nãy ha. Nếu mà tí mình đọc đọc luôn phần tiếng Việt luôn cũng tốt để cho mình nhớ từ vựng ha. Rồi bây giờ sẽ đọc trước. Amma, Amma, Dara, Dara, Puthi, Puthi, Nagara, Nagara, Sala, Sala, Punami, Biwasa, Punami, Biwasa. Rồi lần nữa, Amma, Amma, Dara, Puthi, Nagara, Nagara, Sala, Sala, Punami, Biwasa, Punami, Biwasa. Rồi lần nữa, Amma, Dara, Puthi, Nagara, Ta là Punami Biwasa. Vì chúng ta đọc vừa đọc vừa để ý ở trong phần này người ta yêu cầu mình gì? Gạch dưới các danh từ nữ tính và cho biết vị ngữ của chúng. À, nữ tính. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên. Khánh mời giúp xem Khánh đây. Khánh còn ở đó không hả? Anh Khánh có còn trên đúng? Dạ, 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 còn sư. Các Khánh mời em sư đi. Dạ. Dạ, đầu tiên con xin mời An Trần ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. À, Amma, Dara, Bồ Hí, Nagara, Sala, Punami, Biwasa. Dạ, thưa sư. Dạ, con xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ, con xin đọc.
Amma người mẹ, Đa Rá người vợ, Bồ Thí cây Bồ Đề, Ná Gá Rá thành phố, Sa La căn phòng, Bôn Ná Mi Đí Quá Xá ngày rằm. Con xin đọc xong ạ. Dạ, con xin mời Phật tử có nick là học trò. Dạ thưa sư, Amma người mẹ, Đà Rá người vợ, Bồ Thí cây Bồ Đề, Nagara thành phố, Sala căn phòng, Bunnami Divasa ngày rằm. Dạ con hết. Dạ, con xin mời Tiên Huỳnh ạ. Dạ, con xin mời Tiên Huỳnh ạ. Dạ, bà sư con đọc. Amma, Đa Rá, Bồ Thí, Ná Gá Rá, Sa La, Unami Đí Vát Sa. Con xin hết. Dạ, con xin mời Trần Thị Hoa. Dạ, con xin mời Trần Thị Hoa. Dạ, con xin đọc ạ. Amma, người mẹ, Đa Rá, người vợ, Bồ Thí, cây Bồ Đề, Ná Gá Rá, thành phố, Sa La, căn phòng, Bun Ná Mi Đá Quá Xá, ngày rằm ạ. Con xin hết ạ. Dạ, con xin mời cô Chi ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Amma, người mẹ, Đà Rá, người vợ, Bồ Thí, cây Bồ Đề, Ná Gá Rá, thành phố, Sa La, căn phòng, Bun Ná Mi Đi Quá Xá, ngày rằm. Dạ, con xin hết ạ. Con xin mời Lâm Thị Nương ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Amma, người mẹ, Amma, người vợ. Dạ, Bồ Thí cây Bồ Đề, Ná Gá Rá thành phố, Sa La căn phòng, Bun Ná Mi Đí Quá Xá ngày rằm. Dạ con xin hết ạ. Nhớ đọc phân biệt âm ngắn âm dài. Dạ. Có dấu ngang là đọc âm dài. Dạ. Dạ con xin mời Phương Ti ạ. Con xin đọc. Amma người mẹ, Đa Rá người vợ, Bồ Thí cây Bồ Đề, Na Ca Rác thành phố, Sa La căn phòng, Bun Ná Mi Đá Đi Quá Xá ngày rằm. Dạ con xin hết. Rồi. Dạ con xin mời Karuna Hải. Dạ con xin đọc ạ. Amma người mẹ, Đa Rá người vợ, Bồ Thí cây Bồ Đề, Ná Gá Rá thành phố, Sa La căn phòng, Bun Ná Mi Đí Quá Xá ngày rằm. Dạ, con xin mời Phi Sương. Dạ thưa sư, con xin đọc. Amma người mẹ, Đa Rá người vợ, Bồ Thí cây Bồ Đề, Ná Gá Rá thành phố, Sa La căn phòng, Bun Ná Mi Đí Quá Xá là ngày rằm. Rồi. Dạ, con xin mời Trần Văn Điền ạ. Dạ, xin đọc ạ. Amma người mẹ, Đa Rá người vợ, Bồ Đí cây Bồ Đề, Ná Gá Rá thành phố, Sa La căn phòng, Bun Ná Mi Đí Quá Xá ngày rằm. Dạ, thấy dạ. Rồi, đó. Rồi, xin mời Măng Gá Lá Nành Đi. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Amma người mẹ, Đa Rá người vợ, Bồ Thí cây Bồ Đề, Ná Gá Rá thành phố, Sa La căn phòng, Bù Na Mì Đi Quá Xá ngày rằm. Rồi.
Rồi, dạ con xin mời Nguyên Lê ạ. Dạ, thưa sư con đọc ạ. Amma, Amma, người mẹ. Đa Rá, người vợ. Bô Hí, cây bồ đề. Na Gá Rá, thành phố. Sa La, căn phòng. Bôn Ná Mi, Đí Quá Xá, ngày rằm. Dạ, thưa sư con hết. Dạ, con xin mời Liên Diệu ạ. Ba bài. Dạ, con xin mời Liên Diệu ạ. Dạ, mô Phật, thưa sư con đọc ạ. Amma, người mẹ. Đa Rá, người vợ. Bồ Đí, cây bồ đề. Nagara, thành phố. Sala, căn phòng. Punami, đi vá xá, ngày rằm. Dạ, con xin mời Minh Ngạn ạ. Dạ, thưa sư, xin học ạ. Amma, Đà Rá, Bồ Đí, Nagara, Sala, Punami, đi vá xá. Dạ. Dạ, con xin mời Lập Trần ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Amma, người mẹ. Đa Rá, người vợ. Bô Thí, cây bồ đề. Lá Gá Rá, thành phố. Sa La, căn phòng. Phu Lá Mã Đi, Phu Lá Gá Mi, Đá Quá Xá, ngày rằm. Hôm nay con lập đi đâu, không thấy lên đọc à. Dạ, hai hôm vừa rồi con bận, con nghỉ ạ. Hai hôm vừa rồi con có việc ạ. Dạ, con không học hai tuần, hai tối bây giờ con có việc. Con không học được. Sự an nghỉ cho con. Dạ. Dạ, con mời Hương Nguyễn ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Amma, người mẹ. Đa Rá, người vợ. Bồ Thí, cây bồ đề. Ná Gá Rá, thành phố. Sa La, căn phòng. Punami Đi Quá Xá, ngày rằm. Con xin hết ạ. Dạ. Dạ, con xin mời Lan Lê ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Amma, Đà Rá, Bồ Thí, Na Gá Rá, Sa La, Punami Đi Quá Xá. Lan Lê này phải đọc lớn lên ha, ở đây thì không nghe á. Dạ. Lớn lên. Dạ. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ, con xin mời Sang Nguyên ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Amma là người mẹ. Đá Rá là người vợ. Bố Thí là cây bồ đề. Ná Gá Ra, thành phố. Sa La, căn phòng. Unami Đi Quá Xá là ngày rằm ạ. Dạ, xin hết ạ. Dạ, con xin mời Loan Liễu ạ. Dạ, sư con xin đọc ạ. Amma, người mẹ. Đa Rá, người vợ. Bô Thí, cây bồ đề. Ná Gá Rá, thành phố. Sa La, căn phòng. Phun lá mi dí quá tá ngày rằm. Dạ, như thế ạ. Dạ, con xin mời Hàng Nguyễn ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Amma, người mẹ. Đa Rá, người vợ. Bô Thí, cây bồ đề. Na Gá Rá, thành phố. Sa La, căn phòng. Phun lá mi dí quá xá ngày rằm. Con xin hết ạ. Rồi. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Rồi, bây giờ mình tạm dừng ở đây đi, bao nhiêu đó được rồi. Giờ có ai đại diện gạch nữ ra danh từ nữ tính ngay? Ai đại diện gạch nữ danh từ nữ tính? Con đại diện An Tần hả? Dạ, dạ con xin đọc. Dạ, danh từ nữ tính là Amma là người mẹ, Đa Rá là người vợ. Rồi. Con cảm ơn sư. Hai chữ hả?
Dạ, Amma người mẹ là được rồi nè. Nhưng mà Dara là không được. Dara nó là người vợ nhưng mà nó là danh từ nam tính. Là không được ha. Dạ, Sala được không ạ? À, Sala được. Nếu Sala danh từ nữ tính. Rồi cây bồ đề đó, cây bồ đề cũng là danh từ nữ tính. Bồ thí, bồ thí, dạ đúng. À, bồ thí cũng là danh từ nữ tính. Như vậy mình có ba danh từ nữ tính. Rồi à, còn ý câu mình gì nữa? Vĩ ngữ. Vĩ ngữ. Thì chữ Amma này thì cái vĩ ngữ là gì? Ma, Amma. Là A. A. Bồ thí là gì? Bồ thí là Ý. Là Ý. Rồi ý. Sala là? Là A. Là A. Rồi bây giờ còn câu cuối cùng ha. Câu cuối cùng người ta yêu cầu mình gì? Gạch dưới các danh từ trung tính và cho biết vị ngữ của chúng. Bây giờ trước tiên đọc cái đi để tính sao ha. Bây giờ nghe đọc rồi đọc theo. Bát tá. Bát tá. Cú lá. Cú lá. Quà rí. Quà rí. Chà tá đi quá xá. Chà tá đi quá xá. Về xà khá mà xá. Về xà khá mà xá. Lùm pin ní quan ná. Lùm pin ní quan ná. Phát tá. Phát tá. Cú lá. Cú lá. Quà rí. Quà rí. Chà tá đi quá xá. Chà tá đi quá xá. Về xà khá mà xá. Về xà khá mà xá. Lùm pi ni quan ná. Lùm pi ni quan ná. Rồi lần nữa ha. Phát tá. Cú lá. Quà rí. Chà tá đi quá xá. Về xà khá mà xá. Lùm pi ni quan ná. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên này đọc. Anh Khánh mời sư đi. Thấy cũng có số người giơ tay lên. Dạ, con xin mời Phật tử có nét là học trò. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Bát tá, cái bát, cú lá, gia đình, và rí, nước. Chát tá đi vá xá, ngày sinh, về xà khá mà xá, tháng về sắc, lầm bí ní vá ná, lầm tỳ ni. Dạ, con xin hết. Dạ, con xin mời Trần Thị Hoa. Dạ, con xin mời bát tá, cái bát, cú lá, gia đình, qua bí, nước, gia trái bí hoa, tháng ma xá, tháng ve sắc, lung bí ní quán ná, lân tí ni ạ. Dạ, con xin mời Lập Trần ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Bát tá, cái bát, cú lá, gia đình, hoa rí, lước, cha ta đi hoa xa, ngày sinh, quê xa khắc, mà xa, tháng quê sắc, lùm bì lý, hoa lá, lâm tỷ ly. Con xin hết ạ. Đọc chữ N đó cho nhiều lên ha. Đọc đọc thì nhiều lên đó. Ngoài đó đọc chữ N mà không được. Dạ, cô xin mời Tiên Huỳnh ạ. Dạ, bà sư con đọc. Bát tá, cú lá, và rí, cha tá đí vá xá, về xà khá mà xá, lùm bí ní vá ná. Con xin hết. Dạ, con xin mời cô Chi ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Bát tá, cái bát, cú lá, gia đình, hoa rí, nước, cha tá đi quá xá, ngày sinh, về xà khá mà xá, tháng về xá, lùm bí ni quá ná, lâm tì ni. Dạ, con xin hết. Dạ, con xin mời cá rô ná hải ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Bát tá, cái bát, cú lá, gia đình, hoa rí, nước, cha ta đi quá xa, ngày sinh, quê xa khá mà xa, tháng quê sắc, lùm bí ni quá nã, lâm tì ni. Con xin hết. Dạ, con xin mời Liên Diệu ạ. Dạ, mô Phật, thưa sư con đọc ạ. Bát tá,
cái bát, khú lá, gia đình, và rí, nước, cha tá đi vát xá, ngày sinh, về xa khá, mà xá, tháng về xá, lâm bí ní vá ná, lâm tỷ ni. Rồi, tạo. Dạ, con xin mời Lâm Thị Nương ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Bát tá, cái bát, khú lá, gia đình, quá rí, nước, gia cha tá bí quá xá, ngày sinh, quê xa khá má xá, tháng quê sắc, lâm bí ní quá ná, là lâm tỳ ni. Dạ, con xin hết. Dạ, con xin mời chị Huyền ạ. Thưa sư, con xin đọc ạ. Bát tá, cú lá, quá rí, gia ta đi quá xá, quê xa khá má xá, lúng bí ni quá nạ. Con xin hết ạ. Dạ, con xin mời Phương Ti ạ. Dạ, con xin đọc. Bát tá, cái bát, khú lá, gia đình, vá rí, nước, gia ta đi quá xá, ngày sinh, Visakha Massad, tháng về sắc, Lâm Pini Vanak, Lâm Tỳ Ni. Dạ, xin hết. Dạ, con xin mời Khuê Thích ạ. Dạ, con xin đọc Bát Tá, cái bát, Cú Lá, gia đình, Qua Rí, nước, Cha Tá Rí, Cha Tá Rí, Vá Sá, ngày sinh, Quê Sa Khá, Má Sá, tháng Quê Sắc, Lâm Bí Ní Quá Ná, Lâm Từ Ni. Dạ, con hát. Dạ, con xin mời Hương Nguyễn. Dạ, con xin đọc ạ. Bát tá, cái bát, cú lá, gia đình, quà rí, nước, cha tá đí quá xá, ngày sinh, về xa khá ma xá, tháng bê sắc, lùm bí ní quá ná, lâm tỷ ni. Con xin hết ạ. Rồi. Dạ, con xin mời Phi Sương ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Bát tá, cái bát, cú lá, gia đình, qua rí, là nước, cha ta đi quá xá, cha ta đi quá xá, ngày sinh, quê xa khá ma xá, là tháng về sắc, lùm bi ni quá ná, lâm tỳ ni. Dạ, thưa sư, con xong rồi. Dạ, con xin mời Lan Lê ạ. Con xin đọc Bát tá, khu lá, quá rí, cha ta đi quá xá, về xá khá ma xá, đừng bi ní quá đá. Dạ, con xin mời. Dạ, con xin mời Minh Ngạn. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Bát tá, cái bát, cú lá, gia đình, quà rí, nước, cha tá đí quá xá, ngày sinh, quê xa khá mà xá, tháng về xá, lùm bí ní quá ná, dạ lâm tỳ ni. Chẳng xin hết ạ. Con xin mời Nguyên Lê ạ. Dạ, thưa sư, con đọc ạ. Bát tá, cái bát, cú lá, gia đình, và rí, nước, cha tá đí quá xá, ngày sinh, về xa khá ma xá, tháng ve sắc, lùm bí ní quá ná, lâm tỳ ni. Dạ, thưa sư, con hết. Xin mời Mang Cá Lá Nành Đi. Dạ, thưa sư, con xin đọc Bát tá, cái bát, cú lá, gia đình, qua rí, nước, Cha ta đi quá xá, là ngày sinh, về xa khá ma xá, tháng về sắc, lâm bí ní quá ná, lâm tỳ ni. Dạ, con xin hết. Yeah. Con xin mời Sa Nguyên ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Bát tá là cái bát, khú lá là gia đình, qua rí là nước, sát tá đi vá xá là ngày sinh, quê xá khá má xá là tháng về sắc,
Lâm bí ní quá ná là lâm tỳ ni. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Stephanie ạ. Dạ bạch sư con xin đọc. Bát tá là cái bát, cú lá là gia đình, qua rí là nước, cha tá đí quá xá là ngày sinh, vê sa khá ma xá là tháng vê sắc, lâm bí ní quá ná là vườn lâm tỳ ni. Dạ xin hết ạ. Dạ, con xin mời An Trần ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc Pháp Tá, Cú Lá, Và Rí, Cha Tá Đí Quá Xá, Về Sa Khá Ma Rá, Lùm Bí Ní Quá Ná. Dạ, thưa sư, con xin hết. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Rồi bây giờ nếu mà xong rồi thì mời đại diện gạch dưới đi. Một người đó đại diện gạch dưới đi. Có ai đại diện gạch dưới phần câu này? Gạch dưới danh từ trung tính. Có ai không? Có ai đại diện gạch dưới không? Dạ mô Phật thư sư con được không ạ? Rồi mời liên diện đi. Dạ mô Phật thư sư là Cú Lá, Bà Rí. Lá, Bà Rí. Bà Rí với lại là Lâm Bí Ní Bá Ná. Rồi Lâm Bí Ní Bá Ná. Rồi Cú Lá lại gì? Vị ngữ cái gì? Dạ, vị ngữ Á. Vị ngữ Á, Bà Rí. Bà Rí là vị ngữ Ý. Và Lâm Bí Ní Bá Ná vị ngữ Á. Rồi vậy là ba câu ha. Vậy câu số 3 này mình có chữ Cú Lá, có chữ Bà Rí, có chữ Lâm Bí Ní Bá Ná. Chữ Cú Lá thì có vị ngữ Á, Qua Rí thì có vị ngữ Ý, Lùm Bí Ní Qua Ná thì có vị ngữ Á. Rồi đó là phần bài tập của câu số bài tập của câu số 3 và cũng là phần bài tập của bài số 2 mà mình kết thúc ở đây, là xem như là mình đã hoàn tất phần bài số 2, coi như là mình đã kết thúc phần bài học và bài tập số 2 trong hai buổi học. Bây giờ kỳ sau thì mình sẽ học bài số 3 ha. Thầy sư cũng dặn trước đó là bắt đầu từ bài số 3 là mình bắt đầu vào phần văn phạm có bảng chia là hơi khó một tí. Cho nên khi mà có post bài học lên mạng thì mình xem bài học trước, xem bài tập trước để mình có một ít kiến thức để khi mà mình học thì mình dễ học hơn. Cho nên nếu mà là vào ở trên máy thì thầy sư không biết được nhiều. Không biết được, cho nên có biết được thì cũng biết vài vài chữ thôi chứ không biết được nhiều. Thì mình xem bài học trước để mình dễ học hơn, dễ tiếp thu hơn. Hy vọng mình sẽ xem được bài trước. Thấy học ở trên đây cũng nghĩ là rất là khó học, nhưng mà xem qua một vài buổi học thì thấy cũng có hiệu quả khá tốt. Tức là lớp chịu năng nổ, tham gia đọc, tham gia chia sẻ bài học bằng cách là mình giơ tay lên đọc làm bài tập gì đó, thì nếu mà học như vậy thì cũng có kết quả khá tốt. Nên mọi người cố gắng một tí thì mình sẽ có kết quả rất là tốt. Bây giờ thứ năm tới này sư bận công việc, cho nên thứ năm này sẽ không lên lớp được. Cho nên thứ năm mình tạm nghỉ một buổi. Thứ năm tạm nghỉ học một buổi. Thứ bảy thì chúng ta bắt đầu học bài 3. Dặn lại bữa thứ năm này mình nghỉ một buổi. Rồi thứ bảy thì chúng ta bắt đầu học bài 3. Xin thấy nhà người đưa bài 3 lên trên Facebook của Vũ Ngọc Trân hoặc là Facebook của sư Tinh Tuệ đó. Mình lên đó mình xem bài trước với các Phật tử ở xa ha. Chịu khó thôi, không có cách nào khác đâu. Nhưng mà như vậy thì đã quá tiện. Chỉ khó copy bài về đó rồi mình đọc. Chưa thể gửi tài liệu bằng file cho các tử mình được. Lý do là sách mình chưa được in chính thức và sách cũng đang chỉnh sửa, cho nên chưa thể gửi bằng file được. Nên chỉ khó xem bằng hình ảnh như vậy. Rồi chịu khó ghi chép bằng như thế nào đó để mình có thể tự học được. Chịu khó như vậy. Rồi bây giờ xin trả mic lại cho bên MC để mình tiếp tục chương trình kết thúc cho buổi học ngày hôm nay. Mời khoan mặt sư cho con hỏi thăm bí sư.
ví dụ mà để nhận biết danh từ nam tính, trung tính, nữ tính, xác định cái câu cuối nó như thế nào để mình biết sư? Lật từ điển xem ha. Dạ, xem cái đó không có cách nào khác. Nếu dạ. mình nhớ thì chỉ có lật từ điển xem thôi. Dạ. Con cảm ơn sư. Dạ. Rồi. Mời cô Phúc Vị Trung đi. Cô Phúc Vị Trung còn trên trên sư phải không? Rồi mà cô. Dạ, kính mời đạo hữu Phúc Duyên lên tụng kinh hồi hướng phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay ạ. Xin mời đạo hữu Phúc Duyên. Dạ. Akasatha cha phương matha dewa naga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu sa sanang akasatha cha phương matha dewa naga mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu no garu akasatha chapum matha dewa naga mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu nyata yo akasatha chapum matha dewa naga mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu panino akasatha chapum matha dewa naga mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu no sada idang watano punyang asawa khaya wahang ho tu anagate kale sa thu sa